Tiết lộ thân thế người tử vong Khi khất thực theo thầy Minh Tuệ Tiết lộ thân thế người tử vong Khi khất thực theo thầy Minh Tuệ Ở Mỹ mới về Xin kính chào quý vị Hiểu Duyên đang nghe Duy Ri Radio Người đàn ông cạo đầu đi khất thực Theo sư Minh Tuệ đã chính thức Bị sông nhiệt tử vong Đó là thông tin buồn chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước khi đi vào nội dung, chúng tôi xin quý vị hãy cùng niệm Phật A Di Đà cầu mong cho linh hồn người đàn ông dám buông bỏ ấy được siêu thoát. Vào thời điểm mạng xã hội xôn xa thông tin, một người đàn ông mặc đồ na ná ông Thích Minh Tuệ đang phải nằm tại bệnh viện. Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho biết người này thuộc đoàn của sư Minh Tuệ đã ngất xỉu giữa cái nóng của miền Trung, được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa triệu Phong, Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên tối ngày 30 tháng 5, Một lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhân tên thật là là TS. 47 tuổi, sinh năm 1977, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Việt Nam Net đưa tin, ông vừa từ Mỹ trở về Việt Nam và tham gia đoàn đi bộ cùng ông Thích Minh Tuệ từ 3 ngày nay. Người này đã tử vong đang lưu tại nhà xác của bệnh viện đợi người nhà làm thủ tục tiếp nhận. Ông ép được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Triệu Phong Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế và chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết ông S tham gia đoàn đi theo sư Minh Tuệ cách đây ít ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng trị, ông S ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu ngừng tuần hoàn hô hấp Sau đó ông S được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị Trong bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Ông S nhập viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 Trong tình trạng bất tỉnh Với chuẩn đoán bị mất nước sốc nhiệt Dẫn đến tổn thương đa cơ quan Tổn thương não không thể hồi phục Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa Mạch bệnh nhân đập trở lại Nhưng vẫn phải thở máy Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày Bệnh nhân ép được Chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế Tại đây bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu Ngừng tim cho bệnh nhân Nhưng không thành công Và nạn nhân từ Mỹ đi khất thực Đã không qua khỏi Khi người này nhập viện Nhiều người đưa ra lời nhắc khéo Không phải ai cũng đủ sức khỏe Độ bền và tinh thần thép để theo ông Minh Tuệ được đâu. Vậy nên ai đang có ý định sẵn sàng ruột nồi cơm rồi thì lưu ý nhé. Không thì không chịu được đâu. Dòng chia sẻ khác thì cảnh tỉnh. Không phải ai cũng đủ trí và lực. Ngày ăn chỉ ăn một bữa mà đi xuyên đất nước đâu. Những người đang có ý định này thì hãy thì xin hãy cân nhắc cảnh tình cho anh em nào đang có ý định đợi vợ quát một phát là đem ruột nơ cơm điện đi luôn trước đó một fanpage lớn của người dân quảng trị cũng đã đăng tải một bài thông báo khẩn cấp như sau khẩn tìm người thân cho người đàn ông đang rơi vào trạng thái nguy kịch trên đường đi theo tu sĩ minh tuệ ai là người nhà của người đàn ông này xin đến ngay bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị nhé hiện tình hình đang rất xấu bài đăng này khiến mọi người không khỏi hoang mang đồng thời tích cực chia sẻ để nhanh chóng tìm người thân cho bệnh nhân kia tuy nhiên sự cũng đã muộn người mất cũng đã mất vì không chịu được kham khổ như sư thầy minh tuệ đầu đà nghĩa là khổ hạnh người tu theo hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở người thực hành hạnh này sẽ dễ thục liễm thầm tân thành tịnh ba nghiệp bất chấp 13 pháp hạnh đầu đà câu hỏi được đặt ra là bản chất 13 pháp hạnh đầu đà như thế nào đầu đà là tiếng dịch âm từ phản ngữ đô hô ta có nghĩa là trừ bỏ phiền não trần cấu pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thần tâm trừ bỏ phiền não cấu trần một nguồn gốc khi Thái tử tất đạt đa sau này trở thành Đức Phật thích ca mâu ni đi qua bốn cửa thành thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời sinh lão bệnh tử thì ngài đã giác ngộ và phát tâm dũng mãnh vứt bỏ cung thành điện ngọc vợ đẹp con yêu chốt bảo áo hoàng bào của một vị thái tử để mặc lên chiếc áo của một vị tu sĩ và bắt đầu một cuộc hành trình đi tâm sư học đạo theo quan niệm lúc bấy giờ là phải thật khổ thì mới đắc đạo Vì vậy Ngài đã bỏ ra 5 năm tầm sư học đạo 6 năm khổ hạnh Thực tập tất cả các phương pháp tu khổ hạnh Hành thân hoại thể Phơi nắng phơi xương Ăn ngày một hạt đỗ hoặc một hạt mè Có khi nhịn đói Đến mức thân thể tiểu tụy thậm chí suýt chết Ngài đã uống bát sữa từ bỏ con đường tu khổ hạnh để trở lại đời sống bình thường và giây phút đó ngài bắt đầu thấy đạo lúc ấy ngài đã giác ngộ ra rằng tu khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích và từ bỏ lối sống tu khổ hạnh cực đoan quay trở về tu tập theo con đường trung đạo tức là nuôi dưỡng thân này có đủ sức khỏe để hành các pháp cuối cùng ngài thành tựu đạo quả nhờ pháp tu trung đạo này từ đó Đức Phật đã hướng dẫn tăng đoàn thực hành 13 hạnh đầu đà. Một, mặc y phấn tào Đây là loại y được làm từ những miếng vải bụn, rách không dùng đến. Được lấy từ nghĩa địa bệnh viện ở ngoài đường hay ở rừng. Sau đó được giặt sạch và vá lại thành y để mặt. Vị hành giả tu tập không nhận sự cúng dường y áo của thí chủ. Mà đi nhặt những mảnh vải này cho nên không bị lệ thuộc vào thí chủ. Hai, chỉ mặc ba y. Vì tu sĩ tu hạnh đầu đà chỉ có ba y, bao gồm thượng y, trung y và hạ y. Chưa tăng dùng y đó đến khi rách, thậm chí không còn chỗ vá mới thì mới được thay. Ba là phải khất thực để sống. Ở hạnh này, chưa tăng tu hạnh đầu đà mang bình bát được khất thực để nuôi sống bản thân mình. Chưa tăng không đợi tín chủ mời đến nhà để cúng mà phải mang bình bát đi khất thực. 4. Khất thực theo thứ lớp. Đây là việc đi khất thực theo từng nhà không vì chọn gia chủ giàu sang mà từ bỏ những gia đình nghèo khổ. Không tới nơi có nhiều đồ ăn ngon mà phải khất thực tuần tự. Đó là một hạnh của người tu hạnh đầu đà. 5. Ngồi ăn một lần. Đó là khi ăn Nếu đã đứng dậy thì bị tu sĩ đó không ăn nữa Có người đến cúng thêm cũng sẽ không ăn 6. Ăn bằng bình bát 7. Không để dành đồ ăn Vị hành giả Khi thọ thực không để dành đồ ăn còn dư Hoặc đồ tín chủ cúng dường cho ngày hôm sau 8. Sống trong rừng 9. Ở dưới gốc cây 10 ở ngoài trời 11. Ở nghĩa địa 12. Nghỉ ở đâu cũng được Tu sĩ hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ Mà tùy thuận nghỉ ở đống rơm gốc cây 13. Ngủ ngồi Không được nằm ngủ Thực hành 13 pháp đầu đà không chỉ là khổ hạnh Mà còn mang lại những lợi ích to lớn cho người tu tập Tuy nhiên luyện tập cũng cần có thời gian làm sao người thường có thể chạy do do được như sư minh tuệ Người đã ẩn tu và khổ luyện suốt 6 năm dòng Tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người tu dẹp bỏ đất bản ngã Thượng cầu Phật đạo, hạ hoa trung sinh Nhưng giờ đây lại thuần nghiệt ngã với một người học Phật học cách buông bỏ 13 pháp đầu đà đã được ví như đất nước lửa gió thuốc và nước trường sinh có khả năng nuôi dưỡng thiện pháp rửa sạch xú uế thiêu đốt phiền não thổi bay khí vị trần tục chữa lành tâm bệnh và mang đến sự bất tử không chỉ vậy pháp đầu đà còn giúp hoàn thiện nhân cách mang đến tình thương yêu sự trong sạch đức hạnh viên mãn tâm thái cao thượng giúp chứ ưu phiền và ngăn chặn tai sinh luân hồi chính vì những lợi ích to lớn này ngay cả Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Cũng chỉ thọ 13 pháp đầu đà ngay khi xuất gia. Việc thực hành pháp đầu đà giúp kiểm soát tâm ý Hạn chế tham đám vật chất Và dễ dàng nhận diện những hàm muốn bất thiện Khẩu hạnh là cầm mình bát đi khất thực Không phân biệt là khá giả hay khó khăn Đi mắt nhìn xuống và tối ngủ ở gốc cây Không ngủ hai đêm một chỗ những tấm y lấy ở giác bãi tha ma chấp vá lại để mặc mỗi ngày tập trung cho mình thiền định để giải thoát giác ngộ những người khổ hạnh thường ở chốn rừng sâu đức phật quy định đi khất thực chỉ đi vào buổi sáng quá 12 hai giờ trưa là không đi được nữa có cơm hay không cũng ngồi dưới gốc cây ăn cơm đúng một lần trong buổi trưa ngồi ăn một lần rồi đứng lên thì không ăn nữa buổi chiều dành nhiều thời gian để thiền quán thiền hành ôn lại những lời dạy của đức thế tôn tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người tu dẹp bỏ được bàn ngã thượng cầu phật đạo hạ hoa trung sinh tức là trên là xin giáo pháp của đức thế tôn để nuôi giới thần tuệ dưới là xin bát cơm một tín chủ để nuôi thần tạm vợ này qua bát cơm đó để kích hoạt tâm từ bi và khổ hạnh bố thí của con người Đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng mà rộng lòng Từ đó giúp người kia gieo hạt giống lành Chiếc áo giải thoát của người tu Đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ Cho đến hiện nay Khất thực còn tồn tại ở Phật giáo Nam Truyền Và Phật giáo Khất Sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định Không cho đi khất thực nữa Những chùa tỉnh xá có thể tổ chức trong phạm vi của chùa tịnh xá để tái hiện lại công phu hành pháp pháp môn đó để nhắc nhở mình tu theo vị thượng tọa hiện nay nhiều vị tu chân chính chọn cách nhập thất đây cũng là một hạnh khắc khổ trong thời gian nhập thất thì mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng uống vào buổi sáng ăn vào buổi trưa dành nhiều thời gian đọc kinh văn làm mới thân tâm ai là người Thực hiện hạnh đầu đà Câu hỏi đặt ra là trong khoảng gần 40 người tham gia khất thực, ai đủ khả năng thực hành pháp hạnh đầu đà ngoài Sư Thầy Minh Tuệ? Thực hành pháp đầu đà không phải là điều dễ dàng. Đòi hành người tu tập phải hội tụ 10 yếu tố cả về tâm linh lẫn thể chất, một được tin lớn. Niềm tin vững chắc vào Phật Pháp và nền tảng để vượt qua khó khăn thử thách trong quá trình tu tập. Hai tâm hổ thẹn Sự hổ thẹn với những lỗi lầm sai trái của bản thân Là động lực để thay đổi và hoàn thiện mình Ba, sức khỏe tốt Thể chất khỏe mạnh là điều kiện cần thiết Để thực hiện những hạnh đầu đà khắc nghiệt Bốn, thuần thuộc tìm kiếm chân lý Khả năng phân biệt đúng sai thiện ác và luôn Hướng tới chân lý là yếu tố quan trọng Để không bị lạc lối trên con đường tu tập năm Nhiệt tình và chiến chắn Sự nhiệt huyết và chiến chắn giúp người tu tập duy trì sự tinh tấn không nản lòng trước khó khăn. 6. Trí tuệ Trí tuệ giúp thấu hiểu giáo lý, phân tích và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. 7. Ham học hỏi và có kiến thức Sự ham học hỏi và tích lũy kiến thức giúp người tu tập hiểu rõ hơn về Pháp và áp dụng và thực hành. 8. Thọ trì kiên định Sự kiên định không dao động trước những cám dỗ thử thách là yếu tố quyết định để đi đến thành công trên con đường tu tập. 9. Ít tìm lỗi người khác Thay vì tập trung vào lỗi lầm của người khác, người tu tập nên tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. 10. An trú trong tâm tử bi Tâm tử bi là nền tảng của mọi hành động thiện lành giúp người tu tập đối xử với mọi người và vạn vật bằng tình yêu thương không phân biệt. Tuy nhiên không phải ai cũng cần phải thực hành hạnh đầu đà mới có thể đắc đạo. Có những người nhờ phước báo tu tập từ nhiều đời trước đã tích lũy đủ phẩm chất tốt đẹp, không còn tham đắm ngũ dục nên có thể dễ dàng giác ngộ chỉ qua việc nghe Pháp và thực hành theo. Điều này cho thấy, Thành tựu trong hiện tại không phải là kết quả của một cuộc đời Mà là sự tích lũy rèn luyện qua nhiều kiếp sống Nếu quý vị Phật tử thật tình Kính quý sư Minh Tuệ Cho rằng sư chính là hiện tượng đem lại sự hạnh phúc, hòa bình Lấy lại những cái gì mà gọi là Đức Phật đã trao chỉ cho chúng sanh Mà bị mai một, bị mất dần trong cái thế giới gọi là mạt pháp Thì hãy đứng hai bên đường thôi không cần phải chạy theo sư chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu đó là một người phải tu nhiều đời nhiều kiếp phải có rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành những hạnh đầu đà này thì kiếp này mới có khả năng đi giống như sư minh tuệ còn nếu chúng ta tu pháp môn khác chúng ta không có duyên tu pháp môn này chúng ta đi không nổi đâu Chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành Đủ phước lành đâu Mà chúng ta hãy đứng lại Chúng ta chỉ cần im lặng Đứng hai bên đường Cái đoạn đường nào mà chúng ta cảm nhận là Sư mình tuệ đến Chúng ta đứng hai bên đường Chúng ta chắp tay cha nghi Chúng ta chào sư trong ý niệm Để cho sư cảm giác Cái tính thân thương trong cuộc đời này Quý mến sư một cách thật lòng Cung kính sư một cách thật tình ủng hộ sư một cách sâu sắc Thì sư mới hài lòng Thành bạch mà sư ra Sư đi còn chúng ta Dượt theo sư chạy theo sư Kẻ quay phim người dọn đường Đổi lại người sinh phước Người hỏi pháp Thì làm cho sư động tâm Bởi vì sư minh tuệ không học cách Làm người giảng kinh thuyết pháp Mà sư minh tuệ chỉ là Người nghiên cứu để thực hành thôi và khi mà một người thực hành thì người ta sẽ không nghĩ đến cái ngôn từ, ngôn từ không trao chuốt văn chương để người ta giảng đâu, mà người ta tập trung buông bỏ hết tất cả những suy nghĩ, buông bỏ hết tất cả những cái gì mà gọi là kiến thức để người ta tập trung một việc là người ta thực hành thôi, thực hành cái hạnh đầu đà thôi, cho nên bất ngờ mà chúng ta đem những câu hỏi có liên quan đến kinh điển liên quan đến các pháp tu thì sư biết đâu sư sẽ lúng túng trong việc trả lời rồi từ đó chúng ta sẽ kết luận rằng sư minh tuệ là người ít học không học không có gốc gác xuất gia như thế này như thế nọ thì vô tình sẽ tội nghiệp cho sư rồi biết đâu chừng một ngày nào đó sư cảm thấy cái sự phiền hà này đến đỉnh điểm là mình không thể chấp nhận nổi thì sư sẽ lẩn tránh trong trường hợp mà sư ở trong cái hang đá gọi là ở núi sạt ở nha trang thì cái hang đá này sư đi chừng khoảng một tiếng đồng hồ là từ thành phố tới làng mạc thì dễ cho sư khất thực gieo duyên với bá tánh một ít cơm rồi sư trở về hang rồi sư dừng một buổi trưa thôi quá lắm là sư không ăn nữa nhưng mà núi sạt cũng đã bị người ta phát hiện rồi đêm hôm cũng có người lên đến, đến quay phim sư đang ngồi Như vậy có người quay phim đem máy như vậy Có người quay phim bất ngờ nên là lúc trước Một hai người thì còn khám nhậm được Bây giờ hàng chục hàng trăm người thật sự là nó quá hồn ảo Thế rồi sư làm sao? Sư sẽ ẩn sâu vào trăng rừng rậm Nơi mà không một người nào đến được Nơi mà không có ai có thể biết được thì nơi đó sư không thể xuống làng mà khất thực được điều gì xảy ra với sư khi mà không thể xuống những làng mà khất thực được đi tới mấy chục cây số mới đến được một làng trong rừng sâu như vậy mà xuống được làng rồi thì quả ngọt làm sao mà sư gieo duyên cho được cho nên vô tình mình đã đẩy sư vào trong rừng sâu để sư yên tĩnh sư tu với hạnh đầu đà thì sư có thể chết đói trong rừng bởi vì trong rừng không có cái gì để sư ăn cùng lắm thì sư tìm được cái chỗ con nước trừ uống nước lã sư tìm rau rừng ăn sao đủ chất cho sư hành và rất nhiều nhà sư tự ẩn mình trong rừng sâu rồi người ta nhập người ta diệt tâm định ở trong đó luôn mình không biết và chúng ta sẽ mất đi một bậc cao sĩ trong cuộc đời đang ngưỡng mộ một bậc mà gọi là hạnh đầu đà Một trong những pháp tu của nhà Phật Rất tiếc Cho nên chúng ta Hãy để cho sư sống bình thường như bao ngày Sư đi ngang qua làng nào Thì làng đó hưởng cái phước Sư đi ngang qua tỉnh nào Thì tỉnh đó hưởng cái lòng Cái đạo hạnh của nhà Phật Và chúng ta biết được Chúng ta cứ đứng hai bên đường là đẹp Như một người đại diện Đến cùng một chai nước Là đủ cái nồi cơm điện đó đựng một hai chai nước cũng đã nặng rồi Mà cái bao để đi trên người như vậy cũng đủ mệt cho sư rồi Và như vậy là rất bình an, rất là thanh thản, rất là yêu đời Và sư có thể đi với chúng ta khắp vòng đất nước Việt Nam Tỉnh nào sư cũng đi Sư đi mãi cho đến hết cuộc đời của sư là được và đó là cái cách mà chúng ta yêu mến sự minh tuệ tốt nhất trong thời điểm này thương chúc phật tử có sức khỏe cảm ơn rất nhiều giống như sư thầy thức minh đạo đã từng đưa ra lời khuyên và cho rằng phải nhiều đời nhiều kiếp sư minh tuệ tu mới đạt đến mức này nếu quý phật tử thật tỉnh quý kính sư minh tuệ cho rằng sư thầy chính là hiện tượng đem lại sự hạnh phúc hòa bình Lấy lại những gì gọi là Đức Phật đã trao truyền cho chúng sinh Bị mai một mất dần trong thế giới gọi là mạt pháp Thì hãy đứng hai bên đường mà thôi Không cần phải chạy theo sư Chúng ta không có khả năng đi giống sư đâu Đây là người phải tu rất nhiều đời nhiều kiếp Thực hành hạnh đầu đà Phải rất nhiều đời nhiều kiếp Thì mới có khả năng đi giống như sư Minh Tuệ nếu như chúng ta tu pháp môn khác Chúng ta không có duyên với pháp môn này Chúng ta không đi nổi đâu Chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành đủ phước đức đâu Hãy đứng lại Chỉ cần im lặng ứng hai bên đường Đoạn đường nào mà chúng ta cảm nhận sư đến Hãy chắp tay trang nghiêm và chào sư trong ý niệm Để sư cảm nhận ba tánh thập phương quý mến Cung kính thật lòng ủng hộ sư một cách sâu sắc thì sư mới an lành sư đi Và đến lúc này Người mới học tu kia Đã ra đi mãi mãi Hãy coi đây là một sự giải thoát Buông bỏ của người này Vì có chăng quyết định cuối cùng Của người đàn ông 47 tuổi Là đi theo con đường chính đạo Tại sao sư Minh Tuệ được ngưỡng mộ Sở dĩ sư Minh Tuệ được quần chúng ngưỡng mộ Là vì sư là biểu tượng của sự đoạn diệt Được lòng tham vì sư không nhận tiền bố thí mà chỉ nhận nước uống và đồ ăn trước giờ ngọ và không nhận nhiều để dành cho ngày hôm sau. Sư là biểu tượng sống động của thời Đức Phật còn tại thế với đầu trần chân, chân đất y may bằng những mảnh vải nhặt ở đống rác hay nghĩa địa. Sư không nhận những tấm vải đẹp do Phật tử bố thí. Sư không an trú tại bất cứ nơi nào quá ba ngày và tiếp tục du hành như thế cho đến chết. Sư là biểu tượng của sự tận diệt cánh ngã khi xưng con với mọi người, khác hẳn với một số sư trẻ mới 30 tuổi mà xưng thầy với các cụ 70-80 tuổi. Là con, sư khiêm tốn nói rằng mình không chứng đắc gì cả mà chỉ làm theo những gì Phật dạy ngày xưa, chư tổ chứng đắc rồi mới đăng đàn thuyết pháp ngày nay do nhu cầu hoàng pháp các chùa đã tổ chức các lớp huấn luyện rằng sư trẻ đời tu chưa được bao nhiêu cho nên nói thì hay nhưng lời nói không đi đôi với việc làm khiến tổn hại tới giá trị của đạo phật và làm hoen úa các vị tu hành chân chính sư là biểu tượng của sự đoạn diệt si mê mà ngày nay có cả trăm ngàn thứ si mê đang say đắm lòng người như nữ chàng xoàn phấn quần áo tiện nghi xe cổ ca nhạc tuyển lựa ca sĩ thì hoa hậu trẻ con mới giam ba tuổi đã biết ca hát nhảy múa trên sân khấu có phải tu theo sư minh tuệ là theo đúng chánh pháp và phải tu như vậy chẳng đúng vậy tu theo sư minh tuệ là theo đúng chánh pháp nhưng nó không phải là pháp tu duy nhất trong kinh kim cang đức phật dạy Ngài tu bồ đề rằng Pháp của Như Lai không hề có thấp có cao Tự tu Pháp nào cũng được Pháp theo căn cơ và tu đến nơi đến chốn. Còn trong kinh viên giác Đức Phật dạy Ngài Phổ Giác Bồ Tát rằng Nếu có người nói rằng tôi diệt hết cả phiền não thật tâm hoàn toàn không Không có huống là cảnh giới hư vọng của căn trần Tất cả đều là vắng lặng để cầu viên giác nhưng tính viên giác không phải là tướng vắng lặng cho nên đó gọi là bệnh rồi đức phật dạy ngài viên giác bồ đề tát những chúng sinh có đủ canh tính đại thừa hoặc đức phật còn tại thế sau khi phật nhập diệt hoặc đương thời mạt pháp muốn tu hành hoặc trụ trì mà ngồi chùa định coi độ chúng mà có duyên thì tùy phật quan xét như tôi đã nói như lời phật đã dạy ngài phổ giác trong phần ở trên như sau tuy là hiện trần lao làm việc khó nhọc ở đời mà tâm thường thanh tịnh thì hiện ra cái lỗi lầm để tán thán hạnh không để chúng sinh xa vào chỗ không dưới luật uy nghi sư minh tuệ theo hạnh tịch tĩnh không nhận đồ chúng đệ tử và phật tử sống riêng một mình không tăng đoàn khổ hạnh để đoạn trừ phiền não giống như hạnh của các vị La Hán Thế Còn gà ngàn, ngàn Tăng đi Đang trụ trì các ngôi chùa Thu nhận đệ tử và phục vụ quần chúng Đang là các Bồ Tát nhập thế để hàng thuận Vì lợi ích của chúng sinh Thì sao tu hạnh đầu đà Vì không còn tiếp xúc với đời Cho nên ít hoặc không còn phiền não Tuy khổ hạnh Nhưng dễ tu có khi đã nhập thế thì gần buồn cho nên dễ hồi tành mùi buồn và khó tu hơn và rất dễ xa ngã chính vì thế mà các bậc tu hành an trú tại một tự viện thu nhận đệ tử giáo hóa và làm theo lệnh của chúng sinh mà tâm không hề để hồi tành mùi buồn như lục tổ nói rằng hạ sứ nhà trần ai thì đức thực đây là các thánh tăng cho nên chúng ta không thể coi thường các vị đang tu hành chân chính tại các chùa tỉnh xá và tu viện. Cứ tưởng tượng khoảng 30.000 tăng ni trong cả nước và khoảng 1.000 tăng ni hải ngoại bỏ cả chùa trên tu viện thành hoang phế để tu theo hạnh đầu đà, để cho đúng chánh pháp và được quần chúng ngưỡng mộ thì Phật giáo sẽ ra sao? Vậy thì quý vị Phật tử Việt Nam chưa về lòng cung kính với sư Minh Tuệ mà coi nhẹ bao nhiêu tăng ni trong nước và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính làm công việc cứu khổ độ sinh và giữ gìn giềng mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong nhiều năm qua. Bản thân tôi rất quý trọng cá nhân và pháp tu của sư Minh Tuệ, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Phật có tới 84.000 pháp môn cho tăng ni tùy căn cơ và hạnh nguyện của từng người. Hiện của một vị sư Trung Hoa đang hoàng pháp tại Phi Châu. Sư đã phát nguyện sau khi vãng sanh Ngài sẽ tái sinh tại Phi Châu để tiếp tục làm công việc hoàng hóa chúng sinh tại lục địa điền này. Phải chăng đây là một vị Bồ Tát vào chốn trần gian lao khổ để giao hóa chúng sanh như lời dạy của Phật trong kinh biên giác mà đâu cần phải tu theo hạnh đầu đà. Sư Minh Tuệ là đá hoa thơm trong vườn hoa Phật giáo nhưng còn rất nhiều đóa hoa khác như đạt ma sư tổ rồi lục tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bồ Tát Quảng Đức và bao thánh tăng thiền sư của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản cùng đức đạt lai Lạt Ma của thời đại ngày nay. Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả thế giới này là thế giới của nhị nguyên tương đối và không thể có tuyệt đối, chỉ có tâm là thành Phật. Còn thế giới vật chất thì muôn đời vẫn như thế trước khi Phật ra đời. Con chim đã ăn con sâu khi Phật thành đạo và truyền pháp luân hồi. Con chim vẫn ăn con sâu và sau khi Phật nhập diệt, con chim vẫn ăn con sâu. Cho tới ngày hôm nay, dù Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật nhưng vẫn không thay đổi được thế giới này, đó là luật vô thường và sinh lão bệnh tử. Khi đói Phật vẫn phải ăn, do đó con đường đúng đắn và dòng chính vẫn là trung đạo tức sống ở với đời bình thường nhưng giữ nghiêm giới luật và vui với đạo như lời dạy của phật hoàng trần nhân tông cử trần lạc đạo và đạt đức từ bi lên hàng đầu còn phật xuất thế thì phải chờ thêm vài ngàn năm nữa quảng nam yêu cầu không tụ tập đông người khi sư thích minh tuệ đi qua Động thái mới nhất vào chiều ngày 30 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn gửi các huyện thị xã thành phố về việc thực hiện các công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, thời gian gần đây ở các trang mạng xã hội phát tán lan truyền nhiều hình ảnh về một người được mạng xã hội gọi là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở giao thông khi sư Thích Minh Tuệ đi ngang qua địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ tư ông Thích Minh Tuệ thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông trên địa bàn một số tỉnh thành. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip live chìm trên các trang mạng xã hội nên đã có nhiều bình luận theo những chiều hướng khác nhau. Quảng Nam hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chánh pháp của Đức Phật tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao ngành công an chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan thực hiện tốt các công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn. đáng chú ý là không để các thế lực xấu lợi dụng suối dục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật đồng thời không để các đối tượng thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội đối với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố dự kiến ông thích minh tuệ đi qua phải xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở vành ảnh hưởng an toàn giao thông. Bên cạnh đó, vận động chức sắc, các tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng gây cản trở giao thông an ninh trật tự trên địa bàn. Đến chiều ngày 30 tháng 5, Sư Thích Minh Tuệ đang di chuyển qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hành phương pháp tu tập hành đầu đà, Dự kiến sẽ đến tỉnh Quảng Nam vào khoảng nửa đầu tháng 6 Một lần nữa Xin được chia buồn với người học tu mà chúng tôi trân trọng gọi là cư sĩ Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này Hãy để lại những lời cầu chúc an lành nhất Tới sư thầy Minh Tuệ ở phần bình luận Còn bây giờ hãy hạnh nguyện theo con đường tu hành Theo tránh pháp của Đức Phật Hãy tỉnh thức nhận biết thân tâm và nhìn theo bước chân không nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu thấy thanh thản được chữa lành khi nghe thì hãy đăng ký kênh, like và lan tỏa những điều tốt lành cho gia đình và những người thân nhất của bạn.